Sau 8 năm lắng bệnh, mới đây Việt Nam đã phát hiện một ca mắc cúm gia cầm trên người khi có kết quả dương tính với cúm AH5. Người mắc bệnh là một bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ, còn những người tiếp xúc thì cho kết quả âm tính. Trước đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng đã có báo cáo kết quả xét nghiệm dương tính với cúm AH5 từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. Đây là ca bệnh cúm AH5 trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2014. Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị ngành y tế các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều tra các trường hợp người nghi nhiễm các chủng cúm gia cầm, xử lý sớm, triệt để ổ dịch.